Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua tuyên bố các đơn vị nước này đã tiến hành cuộc tấn công nhắm vào quân nhân của bốn lữ đoàn Ukraine. Về phía Ukraine, giới chức nước này nói rằng trong vòng 24 giờ, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến nhiều người thương vong ở các tỉnh Donetsk, Dnipropetrovsk và Kherson. Giới chức Ukraine cũng ghi nhận cuộc tấn công của Nga ở các tỉnh Kharkov, Sumy, Mykolaev và Zaporizhia. Trước các cuộc tấn công của quân đội Nga, không quân Ukraine tuyên bố các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái UAV tấn công do Nga phóng trong đêm hôm mùng 5 tháng 7 và dạng sáng hôm mùng 6 tháng 7. Công quân Ukraine còn nói rằng các nhóm hỏa lực cơ động đã tham gia đẩy lùi những cuộc không kích mới của Nga. Số UAV nói trên đã bị bắn hạ trên bầu trời các tỉnh Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhia, Kherson, Kharkov, Donetsk, Sumy, Chernihiv, Vinnytsia, Kiev, Kirovohrad và Mykolaev. Theo các quan chức Ukraine, Nga có thể bù đắp tổn thất về nhân lực trên chiến trường bằng cách tăng cường tuyển dụng nhân sự hiện các lực lượng nước này đang tiến tới khu vực phía đông Donetsk, nơi Tổng thống Putin đặt sự quan tâm lên hàng đầu. Ukraine có thể huy động đủ lực lượng để thay thế nhân lực bị tổn thất. Tuy nhiên, để tiến hành các cuộc tấn công lớn, họ cần số lượng binh sĩ đông gấp nhiều lần so với thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, Ukraine đang cố gắng dùng tên lửa tầm xa do Mỹ và đồng minh cung cấp để tấn công và cô lập bán đảo Crimea. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Nga vẫn đạt được một số lợi ích gia tăng trên chiến trường. Tuy nhiên, Ukraine cũng có chiến lược khá tốt khi thực hiện một số cuộc tấn công và dịch chuyển. Kiev vẫn giữ vững chiến tuyến của họ. Hồi đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pepker thông báo Estonia sẽ cung cấp hệ thống tên lửa Mistral cho Ukraine. Và mới đây, Bộ Quốc phòng Estonia viết trên mạng xã hội X trước kia là Twitter ngày 6 tháng 7, theo báo Ukraska Pravda rằng đã xác nhận các hệ thống phòng không tầm ngắn Mistral và tên lửa do Estonia cung cấp đã được chuyển giao cho Ukraine. Mistral là hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến dùng để đánh chặn trực thăng và máy bay được phát triển ở Pháp. Hệ thống Mistral có tầm bắn 6 km và được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu trên mặt đất khỏi máy bay và trực thăng bay ở tầm thấp. Trước đó, Estonia đã cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chống tăng Javelin, min chống tăng, súng phóng lựu chống tăng, pháo cối thiết bị liên lạc, bệnh viện giã chiến, thuốc men và thiết bị bảo hộ cá nhân. Vào tháng 3, Estonia đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá 20 triệu euro cho Ukraine. Mỗi ngày có hàng nghìn thiết bị bay không người lái, drone, được triển khai trong xung đột Nga-Ukraine để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho pháo binh hay tấn công. Theo Mike Monick, CEO của công ty tình báo drone, DroneCheck, các cuộc đấu drone với drone Điều hiếm khi xảy ra trước đây cũng đang trở nên ngày càng phổ biến hơn. Thay vì tập kích các phương tiện bọc thép trị giá hàng triệu đô la Mỹ như thường thấy, một số drone được sử dụng để nhắm vào những phương tiện bay không người lái khác của đối phương vì chúng là mối đe dọa lớn không kém. Sau khi phân tích hơn 40 video do DroneCheck tổng hợp, Business Insider đã xác định được một số chiến thuật phổ biến được cả Nga và Ukraine sử dụng trong cuộc đấu drone với drone. Thứ nhất là điều khiển thiết bị từ trên cao lao thẳng vào drone đối phương. Một kiểu tấn công khác từ trên cao là thả đầu nổ Chiến thuật tiếp theo là tung lưới bắt drone. Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược Ukraine, CSCIS, tháng 2 năm 2023 cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận 7 chiếc drone Hunter F-700 do Mỹ chế tạo. Đây là loại drone được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo và có thể phóng lưới vào mục tiêu đang bay trên không. Thiết bị bay không người lái drone đang có ảnh hưởng rất lớn tại chiến trường Ukraine. Một số bình luận viên quân sự nhận định, nó đã thay đổi vĩnh viễn tình hình xung đột khi khiến xe tăng, thiết giáp, những khí tài quy chuẩn trong bất kỳ cuộc chiến nào trở nên lỗi thời tuy nhiên tại triển lãm quốc phòng eurostat ở paris hồi giữa tháng tướng psu tham mưu trưởng lục quân pháp cho rằng lợi thế mà drone đang có trên chiến trường ukraine chỉ mang tính thời điểm và sẽ không kéo dài tuy công nghệ chống drone hiện tại vẫn tụt hậu sự phát triển của khoa học và chiến thuật sẽ sớm hạn chế xóa bỏ sự thống trị của khí tài này theo chuyên gia steve brown drone nhiều khả năng sẽ dần đánh mất ưu thế chiến trường song điều đó không đồng nghĩa khí tài này sẽ hoàn toàn biến mất trong bối cảnh các nhà thầu quốc phòng cũng đang phát triển những mẫu thiết bị bay không người lái hiện đại và nhiều tính năng hơn để chạy đua với công nghệ chống drone. Trong tương lai, các cuộc chiến drone đấu drone có thể tái hiện những cuộc không chiến trong Thế chiến một khi các phi công dùng súng máy gắn ở phía trước chiến đấu cơ, thậm chí cả súng lục để tấn công nhau trong lúc đang bay. Hải quân Ukraine vừa công bố đoạn video cuộc thử nghiệm trên biển của tàu hậu tống Hetman Ivan Mazepa F-211 thuộc lớp Ada Mingem hiện đang được hoàn thiện tại các cơ sở đóng tàu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông báo từ Hải quân Ukraine, trong cuộc thử nghiệm này, thủy thủ đoàn và công ty đóng tàu cùng với các nhà thầu đã kiểm tra hoạt động của tất cả các hệ thống trên tàu, đặc biệt là cách thức hoạt động ở các chế độ khác nhau và với tải trọng khác nhau. Video đánh dấu sự xác nhận chính thức đầu tiên về quá trình thử nghiệm tàu hộ tống Hetman Ivan Mazepa. Được biết, Hải quân Ukraine trước đó đã tuyên bố tàu hộ tống này sẽ gia nhập hạm đội quốc gia vào năm 2024. Quan sát từ đoạn video có thể thấy, bãi đáp trực thăng ở phía sau tàu vẫn chưa được lắp ráp hoàn chỉnh. Ngoài ra, con tàu cũng được trang bị một số vũ khí quan trọng, bao gồm pháo Leonardo Super Rapid 76mm ở mũi tàu và pháo phòng không Asensan gốc Dennis 35mm ở đuôi tàu. Một số vũ khí khác trên tàu Hetman Ivan Mazepa là pháo điều khiển từ xa Stam 12,7 mm được lắp ở mạn trái và mạn phải của tàu. Các chuyên gia quân sự cho rằng, để có thể ứng phó với những tình huống bất thường trên Biển Đen và thể hiện khả năng kết hợp giữa các đơn vị, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hải quân Ukraine cần được bảo vệ và hỗ trợ nhiều hơn. Tàu Hetman Ivan Mazepa lớp Ada sẽ là tàu chiến mạnh nhất của hải quân Ukraine so với soái hạm Hetman Sahaidachny bị mất của Ukraine. Tàu hộ vệ săn ngầm này vượt trội hoàn toàn về hỏa lực, còn tàu được thiết kế để thực hiện vai trò tuần tra trên mặt nước và triển khai các phương tiện tấn công dưới mặt nước cuộc xung đột nga ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì lực lượng hải quân hùng hậu ở biển đen nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giành quyền kiểm soát biển đen nga đã cố gắng làm suy yếu lực lượng hải quân ukraine ngay từ đầu ukraine đã bị mất một số tàu chiến cỡ lớn còn lại từ thời liên xô trong những ngày đầu tiên của cuộc xung đột trong đó có xoái hạm hetman sahadechni các chuyên gia quân sự cho rằng ukraine cần phải xây dựng lại toàn bộ lực lượng hải quân nhưng không rõ họ sẽ làm điều này như thế nào khi chiến sự ngày càng ác liệt. Việc thành lập thêm những đơn vị hải quân chiến đấu riêng lẻ không phải là giải pháp khả thi tại khu vực biển đen ngày càng có nhiều tranh chấp. Trong trường hợp Mỹ và châu Âu quyết định cung cấp tàu chiến cho Ukraine thời gian tới, thì biển đen vẫn không phải là vùng biển an toàn đối với hải quân Ukraine khi các thủy thủ nước này cần thời gian để trao dồi kỹ năng chiến đấu và học cách vận hành tàu chiến phương Tây. Đồng địa Trung Hải nơi thường xuyên có sự xuất hiện của tàu chiến và tàu ngầm của Nga, cũng không phải là nơi trú ẩn an toàn dành cho tàu thuyền Ukraine. Quân đội Nga phải đối mặt với nhu cầu đẩy nhanh việc phát triển và đưa vào sử dụng các loại vũ khí hàng không thế hệ mới. Theo Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, Đại tướng Yuri Grekhov và Đại tá Vladimir Ivanchura, thời gian của chu kỳ tạo ra vũ khí hàng không thế hệ mới đã giảm từ 6 đến 10 năm xuống chỉ còn từ 1,5 đến 2 năm Nhờ áp dụng quy trình tạm thời để tiến hành công việc nghiên cứu và phát triển R&D. Nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm đáng kể thời gian phát triển các loại vũ khí mới là do nhu cầu nhanh chóng bổ sung lượng hao hụt và tổn thất phát sinh trong tình hình chiến sự. Hoạt động chiến đấu căng thẳng đòi hỏi phản ứng nhanh chóng và cung cấp cho quân đội những vũ khí hiện đại và hiệu quả. Vì vậy, quy trình R&D đã được sửa đổi giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết để hoàn thành việc tạo ra một mẫu vũ khí mới. Một trong những thay đổi quan trọng cần nói tới là việc giảm số lượng cũng như thời gian thử nghiệm đối với vũ khí hàng không khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Việc tạo ra vũ khí mới còn gắn liền với yêu cầu thay thế các thành phần nhập khẩu nước ngoài bằng sản phẩm tương tự trong nước, giúp đẩy nhanh quá trình phát triển và triển khai. Dù vậy cần nhấn mạnh, những thử nghiệm cần thiết để xác nhận các đặc điểm ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng vũ khí trong điều kiện chiến đấu vẫn được giữ nguyên và không thay đổi. Trong điều kiện vũ khí hàng không được sử dụng với cường độ cao, việc giảm quy trình thử nghiệm sẽ nhanh chóng đưa chúng vào sản xuất hàng loạt, tạo điều kiện cung cấp cho quân đội những thứ cần thiết. Việc rút ngắn chu kỳ phát triển vũ khí mới có một số lợi thế đáng kể. Đầu tiên là cho phép phản ứng nhanh chóng với thay đổi trong tình hình chiến đấu cũng như những thách thức và mối đe dọa mới. Tiếp theo, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ mới giúp duy trì năng lực sản xuất vũ khí cũng như hiệu quả chiến đấu cao của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Cuối cùng, quy trình mới giúp giảm đáng kể chi phí phát triển và thử nghiệm yếu tố rất quan trọng trong điều kiện ngân sách hạn chế và nhu cầu tối ưu hóa nguồn lực. Trong một diễn biến liên quan, vào hồi tháng 3 năm nay, theo dữ liệu mới do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI công bố, Nga lần đầu tiên để mất vị trí nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới. Bản báo cáo hàng năm của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, cho thấy Nga đã tụt xuống vị trí thứ ba sau Mỹ và Pháp trong danh sách các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới đây là lần đầu tiên Nga để mất vị trí thứ hai. Xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 53% trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 so với giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018. Báo cáo của SIPRI lưu ý, sự sụt giảm diễn ra nhanh chóng trong suốt 5 năm qua. Số lượng khách hàng quan trọng của Nga cũng đã giảm từ 31 xuống còn 12 quốc gia trong giai đoạn này. Ông Peter Wieserman, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc chương trình chuyển giao vũ khí của SIPRI cho hay, triển vọng xuất khẩu vũ khí của Nga rất ảm đạm. Ông Iserman nhấn mạnh, đây không chỉ là sự sụt giảm tạm thời, xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ không thể phục hồi ở mức mà chúng ta đã thấy trước đây. Ông Iserman nói thêm, chúng ta sẽ thấy những thách thức rất lớn đối với Nga để tiếp tục trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn trên thế giới. Các số liệu hiện cho thấy, Nga đang bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi nhanh chóng, các đơn đặt hàng lớn mới có thể xuất hiện, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy chúng. Với những đơn hàng đã có, chúng ta hãy chờ xem Nga có thể giao hàng hay không. Bên cạnh đó, cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài đã làm cạn kiệt nguồn tài nguyên công nghiệp quân sự của Nga.